Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn, và mình là Yến Chi. 11 bản hợp đồng đạt mốc 100 triệu euro trong lịch sử chuyển nhượng. 11 bản hợp đồng mua bán cầu thủ có giá trị trên 100 triệu euro đã được các câu lạc bộ châu Âu thực hiện. Trong số này, La Liga thực hiện nhiều vụ chuyển nhượng nhất với 8 trường hợp. Đắt nhất trong số này là Neymar, chân sút người Brazil rời Barcelona sang PSG với giá 222 triệu euro hè 2017. Cùng điểm mặt 11 vụ chuyển nhượng đạt mốc 100 triệu euro trở lên trong lịch sử bóng đá thế giới. Nếu thấy video thú vị, đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero để không bỏ lỡ những video thú vị nhất từ chúng tôi. Ở môn thể thao vua, bên cạnh những bàn thắng siêu phẩm, kiến tạo cùng hàng loạt scandal sân cỏ thì vẫn còn một thứ mà ai ai cũng quan tâm, nhất là khi mùa hè hay mùa đông gần đến, đó là các vụ chuyển nhượng cầu thủ giữa các đội bóng. Lịch sử bóng đá đã từng ghi nhận rất nhiều bản hợp đồng bom tấn mà mỗi cái tên đều có thể làm thay đổi cả lịch sử của túc cầu giáo ngay sau đó. Không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hôm nay hãy cùng chúng tôi điểm qua 11 bản hợp đồng đạt mốc 100 triệu euro trong lịch sử chuyển nhượng để xem những cái tên sừng sỏ nào sẽ xuất hiện ngay sau đây nhé. 11. Eden Hazard, 100 triệu euro cộng 30 triệu euro phụ phí. Mùa hè 2019, Real Madrid đã chính thức cho ra mắt Eden Hazard, bản hợp đồng bom tấn tiếp theo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chính xác là rạng sáng ngày 14 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Eden Hazard đã bước đi những bước đầu tiên trên thảm cỏ Bernabeu với tư cách cầu thủ Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa Hazard về với giá 8,88 triệu bảng Anh, chính xác hơn 98 triệu euro, đi kèm phụ phí gần 30 triệu euro. Eden Hazard trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid, chiếm giữ vị trí do Gareth Bale nắm giữ 101 triệu euro. Ước tính 50.000 cổ động viên đã tới sân Bernabeu để chứng kiến màn ra mắt của Hazard. Fan Real đã chờ đợi bản hợp đồng này từ lâu rồi. 10. Gareth Bale, 101 triệu euro. Gia nhập Real Madrid từ năm 2013 với mức giá 101 triệu euro, Bale trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tới thời điểm hiện tại. Hai mùa giải đầu tiên tại Bernabeu, tiền đạo xứ Wales đã đóng góp rất nhiều trong lối chơi của Real. Anh cùng Ronaldo khiến hàng công của Real đầy sức mạnh và hết sức nguy hiểm. Trong 6 năm tại Real, Bale đã có 13 danh hiệu lớn nhỏ cùng câu lạc bộ. Thế nhưng, tới thời điểm hiện tại, Bale không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane và có tên trong danh sách các cầu thủ cần thanh lý. 9. Neymar, 103,5 triệu euro. Vào mùa hè năm 2013, Barcelona đã chi ra khoản tiền kỷ lục 103,5 triệu euro để chiêu mộ thành công Neymar từ Santos. Dù thương vụ này đã trải qua một thời gian rất dài, thậm chí chân sút xứ Samba đã chuyển sang một bến đỗ mới, nhưng đến nay nó vẫn là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới. Trong khoảng thời gian chơi bóng tại Nukem, Tiểu Pelé đã khiến cho nhiều người phải kinh ngạc về kỹ thuật cùng tài năng của mình. Quay ngược lại thời gian ở thời điểm 7 năm trước, khi Neymar mới từ Brazil chuyển đến châu Âu, nhiều người đã cho rằng lối chơi bóng chỉ biết rê dắt rồi ghi bàn ngoạn mục của ngôi sao xứ Samba sẽ không phù hợp với phong cách tiki-taka đang nổi đình nổi đám ở châu Âu thời điểm đó, mà cụ thể chính là Barcelona thi triển lối chơi này. Nhưng thực tế đã cho thấy sự ngược lại, Neymar chứng minh cho cả thế giới thấy anh là mảnh ghép hoàn hảo trên hàng công của Blaugrana. Cùng với Lionel Messi và Luis Suarez, họ cấu thành tam tấu MSN tung hoành khắp các sân chơi của lục địa già và là nỗi ám ảnh của rất nhiều hàng hậu vệ trứ danh. Cho đến năm 2017, cái tên Neymar một lần nữa trở thành hiện tượng trên sàn chuyển nhượng. Thế nhưng thôi, đó là câu chuyện ở phía sau. 8. Buôn Bút Ba, 105 triệu euro cộng 5 triệu euro phụ phí. 4 năm trước, Buôn Bút Ba gia nhập Man United với mức phí chuyển nhượng 105 triệu euro. Tiền đạo người Pháp đã thể hiện được khả năng đánh hơi bàn thắng cực tốt của mình. Bút Ba trở thành mũi nhọn tấn công đầy sức mạnh của Quỷ Đỏ. Thế nhưng, cái tôi và cá tính quá mạnh là điểm trừ của cầu thủ này. Hiện tại, bản hợp đồng đắt đỏ của MU cũng chẳng còn vương vấn ở Old Trafford nữa. Anh đã công khai muốn rời Man United để tìm bến đỗ mới. 7. Ousmane Dembele, 105 triệu euro cộng 40 triệu euro phụ phí. Năm 2017, Dembele được Barca đưa về từ Dortmund với mức phí chuyển nhượng 125 triệu euro.
Ở thời điểm đó, đây là bản hợp đồng được mong chờ sẽ đem lại sức mạnh hàng công cho Barca. Thế nhưng, những chấn thương và phong độ không ổn định khiến tiền đạo người Pháp không cạnh tranh được suất đá chính tại Barca. Trong 2 năm đầu thi đấu tại Camp Nou, Dembele mới chỉ ghi được 18 bàn thắng trong 65 lần ra sân. Sáu, Cristiano Ronaldo 112 triệu euro. Phi vụ chuyển nhượng của Ronaldo ở mùa hè năm 2018 đã gây nhiều chấn động trong làng túc cầu. Ngôi sao số 1 của Real Madrid đã chuyển tới Juventus với mức giá 117 triệu euro. Tại câu lạc bộ mới, cựu tiền đạo Real đã nhanh chóng trở thành mũi nhọn tấn công và cùng Madamya lên ngôi vô địch Serie A. Mùa giải đầu tiên tại Ý, Ronaldo đã sở hữu 21 bàn thắng và 8 kiến tạo, những con số đầy triển vọng cho bản hợp đồng 117 triệu euro. 5. Antoine Griezmann 120 triệu euro. Tân binh đắt giá gần đây của Barcelona, Antoine Griezmann có giá 120 triệu euro. Griezmann được kỳ vọng sẽ đem đến sức mạnh tấn công cho Barca. Tại đội bóng cũ, Griezmann cho thấy tư duy chơi bóng thông minh và khả năng hỗ trợ tốt. Sự khéo léo, đa năng, kỹ thuật của tiền đạo người Pháp sẽ giúp lối chơi của gã khổng lồ xứ Catalonia trở nên khó lường và nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, Griezmann cho thấy dường như vẫn chưa hòa nhập được lối chơi của toàn đội cũng như chưa thỏa mãn được sự kỳ vọng của ban lãnh đạo và cổ động viên Barca. Hơn nữa, mối quan hệ được cho là cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa anh và đội trưởng Messi cũng thường xuyên là đề tài nóng hổi trên báo chí và trong phòng thay đồ. 4. João Félix 120 triệu euro. Tân binh của Atletico Madrid có mức phí chuyển nhượng 126 triệu euro. Đây là bom tấn lớn nhất của đại diện thành Madrid cho tới thời điểm hiện tại. Félix là một cầu thủ tấn công đa năng. Anh có thể đá tiền vệ trung tâm, hộ công hoặc chạy cánh đều tốt. Félix được cho là sự thay thế cho Griezmann khi cầu thủ này đã chia tay Atletico để tới Barcelona. Thế nhưng khác với người tiền bối của mình, Félix cho thấy anh xứng đáng với số tiền mà đội bóng bỏ ra. Ngôi sao trẻ người Bồ cũng được kỳ vọng là truyền nhân của Cristiano Ronaldo sau khi xuất sắc nhận danh hiệu Golden Boy 2019. 3. Philippe Coutinho 120 triệu euro cộng 40 triệu euro phụ phí. Barcelona đã phải chi 160 triệu euro để có Coutinho từ mùa đông năm 2018. Coutinho được hy vọng sẽ khỏa lấp được chỗ trống của Neymar. Thế nhưng, những gì tiền đạo người Brazil làm được là không nhiều. Coutinho mờ nhạt trong lối chơi của Barca. Nhiều tin đồn cho rằng anh sẽ rời Barca trong mùa hè 2019 và điều đó thực sự đã xảy ra khi ngôi sao của tuyển Brazil gia nhập Bayern theo dạng cho mượn. Cựu tiền vệ Liverpool chơi khá hay tại Đức, song chưa đủ thuyết phục để Bayern chi ít nhất 90 triệu euro để mua Đức. Mới đây, trang Bill khẳng định Coutinho sẽ trở lại Barca sau mùa giải này và anh phải tiếp tục tìm bến đỗ mới vì không còn tương lai tại sân Camp Nou. Hai, Kylian Mbappe 180 triệu euro. Mùa hè năm 2018, Paris Saint-Germain chiêu mộ thành công Mbappe từ AS Monaco với mức phí khổng lồ 135 triệu euro. Trước đó, Mbappe đã khoác áo Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn với phí mượn là 45 triệu euro. Tổng cộng đại diện thành Paris đã phải chi tới 180 triệu euro để có được sự phục vụ hoàn toàn của chân sút chỉ mới 19 tuổi ở thời điểm đó. Nhà đương kim vô địch thế giới đã thể hiện được những tố chất tuyệt vời của mình, kỹ thuật, tốc độ, sự tinh quái. Hai mùa giải đầu trong màu áo Paris Saint-Germain, Mbappe đã tham gia 87 trận và ghi được 60 bàn thắng. Ở thời điểm hiện tại, sao trẻ sinh năm 1998 vẫn đóng vai trò nòng cốt trong đội hình của huấn luyện viên Tuchel. Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít lời đồn cho rằng Mbappe muốn sớm dứt áo ra đi và bến đỗ mới mà anh mong đợi không đâu khác chính là Real Madrid. Nơi đó có ông thầy đồng hương Zidane thường xuyên buông lời tán tỉnh rằng rất có cảm hứng với tài năng của Mbappe. 1. Neymar 222 triệu euro. Neymar và PSG đã tạo ra thương vụ đình đám vào mùa hè năm 2017 với mức phí chuyển nhượng 222 triệu euro. Tiền đạo người Brazil được cho là muốn ra đi để thoát khỏi cái bóng của Messi để trở nên vĩ đại hơn. Thế nhưng, trái ngược với những dự tính, Neymar không để lại nhiều ấn tượng tại Paris Saint-Germain. Thậm chí, những ồn ào bên ngoài sân cỏ và những chấn thương khiến phong độ của tiền đạo này xuống dốc. Mùa hè năm 2019, Neymar lên tiếng muốn rời PSG và quay lại Barcelona. Tiền đạo đang khoác áo số 10 của PSG được cho là đã đánh tiếng với Messi, không tạo sức ép lên ban lãnh đạo Blaugrana. Tuy nhiên, khi thị trường chuyển nhượng kết thúc, một cái tên khác đã mang về mà không phải là tiểu Pelé, đó là Antoine Griezmann.
Nguyên nhân là bởi đội bóng thành Paris không chịu nhã người một khi gà khổng lồ xứ Catalonia trả đủ số tiền mà họ nhận về từ thương vụ này 2 năm trước. Với quỹ tài chính hiện tại, điều đó dường như là không thể với Barcelona. Chính vì vậy, Neymar chỉ còn cách gầm ngùi ở lại, tiếp tục gắn bó với đội chủ sân công viên các hoàng tử. Các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua 11 bản hợp đồng đạt mốc 100 triệu euro trong lịch sử chuyển nhượng. Theo bạn, đâu là cầu thủ gây sốt trong danh sách này và cái tên nào sẽ trở nên đắt giá nhất trong tương lai? Hãy thể hiện tài dự đoán của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.